Hello, xin chào, quay trở lại. Video này Hường sẽ hướng dẫn cách làm video dễ, đơn giản, chuyên nghiệp bằng phần mềm Explainio. Hôm trước Hường đã hướng dẫn cách cài đặt rồi. Nếu như các bạn chưa biết cách cài đặt phần mềm này vào máy, thì hãy xem video bên dưới phần mô tả hoặc video hôm trước kề video này để các bạn có thể cài cái phần mềm vào máy. Rồi, ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Các bạn nhớ đăng ký kênh và like video này, bình luận một điều gì đó khi xem video này giúp Hường nha. Rồi, chúng ta mở cái phần mềm Explainio Video Creator hôm trước đã cài đặt lên. Ở đây, bấm vào Video Creation Mode này. Dismiss, Accept. Rồi, đây là giao diện hôm trước Hường đã hướng dẫn tới đây rồi. Bây giờ chúng ta hãy tạo một cái project. Tạo có nghĩa là chúng ta đặt tên nó, ví dụ như video nói về con mèo, con thỏ, hay video giới thiệu bản thân, video giới thiệu yoga, hoặc là giới thiệu trái xoài, trái ổi, hay là một cái câu chuyện tư duy phát triển bản thân nào đấy. Ví dụ Hường đặt tên nó là giới thiệu GT đây, GT Curry. Rồi, bây giờ ở giao diện này chúng ta bắt đầu tạo cho nó những phân cảnh. Bấm vào dấu cộng ở đây sẽ tạo cho những phân cảnh, bấm vào Create New Scene. Tức là tạo một cái phân cảnh. Bây giờ đầu tiên Hường sẽ add cho nó một cái hình. Ví dụ như Hường sẽ add một cái hình ở trong máy tính của Hường. Ví dụ như add hình này đi. Add vô. Các bạn lưu ý là đừng có add hình dung lượng quá cao. Load vô đây nó sẽ rất là lâu. Nên dung lượng thấp thấp vừa vừa thôi nha. Rồi, ở đây. Scale to full đi. Nó vẫn chỉ full trên này, bên ngang chưa full mấy. Nên mình kéo ra cho nó full lên luôn. Rồi, ok. Bây giờ chúng ta sẽ chèn chữ nó vô. Ví dụ như Hường add text đây, Hường sẽ thêm chữ. Hường sẽ thêm chữ này. Về nó, rồi kéo nó lên đây. Xin chào, tôi là Tomato Hường. Mình có thể đổi màu nó luôn, đổi thành màu trắng đi. Các bạn có thể đổi font ở đây nha, chọn kiểu font mình thích. Rồi kích thước luôn. Hoặc là các bạn không đổi kích thước, các bạn kéo trực tiếp vào đây thì nó vẫn ra cái hình, cái gì, kích thước như mình muốn. Xin chào, tôi là Tomato Hường. Rồi, ok. Và mình tới đây rồi, mình sẽ tạo một cái phân cảnh tiếp theo đi. Để tạo phân cảnh, chúng ta bấm vào New Scene thì nó sẽ tạo cho chúng ta phân cảnh tiếp theo. Ví dụ như là mình có thể chọn là viết chữ đi. Add text. Rồi, chèn nó vô, chèn chữ vô. Tôi bước ra từ trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, số 4 không đồng, đi chiếc xe máy cà tàng hư lên hư xuống. Ok, có thể để hình. Ở đây chúng ta có thể chọn một cái paper khác, chọn cái giấy, cái màu giấy khác để cho nó thú vị cũng được. Rồi, cái màu đây đi. Rồi select nó. Rồi chúng ta để cái màu này cho nó thú vị. Rồi chúng ta sẽ new scene tiếp, tạo một cái phân cảnh khác nữa. Rồi thử chèn vô một cái bức hình khác đi. Mismap. Rồi, ok. Ví dụ như Hường sẽ chèn thêm một cái hình trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Thì mình có thể là trong quá trình các bạn muốn tìm thêm hình ảnh đó, thì các bạn có thể lên trên Canva hoặc là trên Bixabay để mình tìm kiếm hình ảnh miễn phí nha. Hạn chế lấy hình ở trên Google, bởi vì hình ở trên Google là hình dễ bị dính bản quyền. Và nếu mà lỡ bị dính bản quyền một lần, nhiều lần kênh của mình sẽ bị xóa luôn. Đây. Add nó. Đấy. Hoặc là mình cũng có thể làm theo kiểu là xóa cái này đi. Đây thôi. Tới đây thôi. Rồi, cái mình add text vô. Mình copy text, mình bỏ vô. Đấy. Để góc đây. Mình xuống hàng đi cho nó vừa chữ. Rồi, ok. Rồi, thử nha. Chúng ta thử xem review video kết quả. Rồi. Đó là chưa có nhạc các bạn.
Rồi như vậy ha. Bây giờ mình sẽ add thêm một cái phân cảnh khác. New scene. Rồi, mình thêm. Tôi ước mơ mình trở nên giàu có để có thể thoát khỏi cuộc sống nghèo khó ở cái nhà trọ 4 5 người chật hẹp năm bức. Thì mình có thể add cái hình ảnh nhà trọ vô. Không lấy ha. Trong đây có nhiều cái hiệu ứng của hình hoạt hình khá là đẹp. Mình lấy hình Big Mac đi. Cho đơn giản rồi mình lên level rồi mình sẽ lấy cái hình hoạt hình. Nhà trọ. Ok. Rồi mình don't sketch nó, tức là không vẽ, không có chế độ vẽ, nó hiện lên luôn. Rồi ok, cho nó hiện lên luôn vậy nè. Đó. Các bạn có thấy đây là cái hình nhà trọ không vậy? Rồi ok, mình sẽ để chữ vô. Mình sẽ test nó vô. Tôi ước mơ mình trở nên giàu có xuống hàng đây để có thể thoát khỏi cuộc sống nghèo khó ở cái nhà trọ 400 người chật hẹp nóng bức. Đấy, thì mình sẽ viết ở đây. Đây, cái này nó ấy quá thì thôi mình để cái hình như thế này đi. Ta tùy mình điều chỉnh sao cho nó hợp. Đấy vậy đi. Rồi ha, cái này lòi ra ngoài thì nó cũng không có xuất hiện đâu. Rồi chúng ta new scene tiếp. Rồi. Tôi dấn thân vào khởi nghiệp. Làm rồi thất bại lại nỗ lực làm tiếp suốt 3 năm vật vả cuối cùng. Ánh sáng cũng đến cuối đường hầm. Rồi, hình khởi nghiệp. Hình khởi nghiệp thì là hình nào mình add image cho. Hình khởi nghiệp. Có hình khởi nghiệp không các bạn? Đây. Hình đây là hình đâm chiêu lúc khởi nghiệp đi. Don't sketch nó, không cần vẽ. Cho nó hiện lên luôn cho đỡ tốn thời gian. Hoặc là mình cũng có mình chọn sketch, tức là mình có chọn chế độ vẽ. Còn nếu mà không sketch ấy, thì nó là không vẽ đó. Các bạn hình dung không? Đấy. Không là cho nó bự ra luôn, cho nó full cái. Đấy, cho đẹp luôn cũng được. Rồi, ok. Chúng ta sẽ thêm chữ vào vô test vô. Test nó và để test vào đây. Enter. Kiên nhẫn làm nha các bạn. Ban đầu mình cứ như thế này thôi chứ nó dễ lắm. Mình làm một vài lần cái mình lại thông thạo các công cụ đây rồi mình tha hồ mà sáng tạo. Rồi đổi màu chữ đi cho nó dễ thấy. Rồi ok. Ừ. Rồi, thử. Rồi, bấm vào New Scene tiếp. Tạo một cái phân cảnh khác. Tôi tìm thấy mạng kiếm tiền online và bắt đầu có những kết quả đầu tiên. Add hình vô. Kiếm tiền online. Hình mình với một chiếc laptop chẳng hạn. Don't sketch hoặc là sketch cũng đều được. Nếu mà không bấm tích vào đây có nghĩa là hình nó sẽ vẽ rồi nó sẽ mới bắt đầu đấy. Rồi thường cho nó bự ra. Cho nó phù hợp. Rồi. Bỏ chữ vô. Test vô. Bỏ test vào đây. Rồi, ok, rồi new scene, phân cảnh khác tiếp. Chúng ta xem qua một chút nha. Đấy, tí nữa mình chèn nhạc hoặc là chèn giọng đọc vô. Rồi, nó vẽ như vậy đấy. Rồi, ok. Chưa có nhạc các bạn. Rồi. Khi mình tích vào cái chữ hồi nãy thì nó vẽ, còn nếu là không vẽ, còn nếu mình không tích thì nó sẽ vẽ ra nha các bạn. Rồi, ok. Rồi, tiếp theo mình sẽ bấm cái new scene tiếp để tiếp tục. Giờ đây, tôi có thể ngồi ở nhà của mình tại thành phố Hồ Chí Minh, có ô tô, có cuộc sống sung túc và tự do làm những điều mình thích. Thôi mình sẽ chọn cái hình
tự do làm những điều mình thích vô. Tự do làm những điều mình thích. Ô tô đúng không? Rồi mình bấm vào don't sketch, tức là nó không vẽ. Còn nếu mình sketch, mình không tích vào đây thì nó sẽ vẽ rồi mới ra. Thì mình bấm vào cho nó vẽ, cho nó thú vị đi. Tùy các bạn. Mình cũng có thể chọn chế độ vẽ nhanh hay vẽ chậm nữa. Full luôn đi. Rồi ok, mình sẽ kéo full luôn cho nó thú vị. Full luôn cho nó thú vị. Rồi. Mình sẽ để chữ vô. Test vô. Rồi bỏ chữ vào đây. Rồi. Bỏ chữ màu đen đi. Rồi. Thôi không cần edit đâu. Delete nó đi. Rồi, new scene tiếp. Có cuộc sống sung túc, tự do làm những điều mình thích. Add match. Ví dụ như mình sẽ add hình này đây. Sexy không các bạn? Ok. Vậy đi. Rồi. Tự do làm những điều mình thích. Đó. Rồi, ok. Rồi chúng ta bấm vào new scene. Nhưng thể loại ép ảnh trực tiếp thì nó sẽ đồng bộ với nhau, nó sẽ đẹp hơn. Ví dụ như thế này. Add vô. Đây. Rồi. Ừ. Mình sẽ thêm ví dụ là bạn của tôi ơi, tôi biết sẽ không dễ dàng gì để có thể vượt qua thời điểm khó khăn gian nan. Những thời điểm khó khăn gian nan. Test nó. Rồi, tại vì cái phông này màu đen mình có chữ màu trắng chứ không là không thấy. Rồi mình xuống hàng nha. Không dễ dàng gì. Dù vậy đi. Hoặc là thêm một cái hình nào đó cho thú vị cũng được. Đây. Bây giờ tới đây rồi chúng ta có thể hoàn toàn có thể bấm review xem thử. Hoặc là bây giờ mình cứ chèn âm thanh vô trước đi. Bấm vào audio. Ở đây voice tức là chúng ta add, chúng ta nói vừa nó vừa chạy, mình vừa đọc vào đây cũng được. Mình đọc tiếng Việt nếu mà làm thị trường Việt Nam. Còn nếu mà đồng nước ngoài thì mình nhờ giọng tiếng Anh hoặc là bạn nào giỏi tiếng Anh để đọc giùm. Tắt voice đi, mình add music không. Ví dụ như có nhạc bấm vào Pro. Borrow vào đây và kiếm nhạc mình lên ví dụ nhạc đời chẳng hạn. Rồi ok, volume nhỏ nhỏ thôi hoặc là to to lên tí tùy mình cũng sẽ chọn. Bấm review xem ra kết quả như thế nào. Đó. Đây là phiên bản chỉ có nhạc và không có tiếng nha. Rồi làm sơ sơ thôi, vài phút có một video. Bây giờ chúng ta hãy cùng xuất ra xem video thực tế nó như thế nào. Bấm vào Create Video. Chọn cái nơi mình muốn xuất ra. Ví dụ Hương muốn xuất nó trên desktop cho dễ tìm nè. Select desktop này. Rồi bấm vào Open. Không, không cần Open đâu.
bấm vào Start Export. Thì mình sẽ đặt nó tên là ZT rồi đúng không? Để trên desktop tí nữa ra kiếm cho dễ. Rồi chúng ta ngồi đợi. Có thể vài phút hoặc là vài giây nó xuất xong. Có thể mất vài phút đấy các bạn ngồi đợi nha. Tùy vào cái máy mình mạnh hay yếu. Rồi nó đã xuất thành công rồi, chúng ta quay trở lại kiểm tra video thực tế của nó. Rồi ok, nhìn cũng được đúng không các bạn? Bây giờ chúng ta vô đây, chúng ta có thể điều chỉnh thêm và xuất ra một cái video số 2. Xem từ video số 2 có hay không? Thì không biết là Hường mở như này các bạn nghe được nhạc hay không? Nếu như bạn không nghe được nhạc thì các bạn nên nhớ rằng là đến kèm với nhạc sẽ hay hơn rất là nhiều. Rồi ok, bây giờ các bạn hoàn toàn có thể chỉnh được tốc độ vẽ. Ví dụ như mình sẽ bấm vào Glow Canvas này. Chúng ta sẽ điều chỉnh nè. Ví dụ như mình muốn là cái hình này nó vẽ thật là nhanh lên. Vẽ nhanh hơn, tốc độ nhanh hơn nữa đúng không? Thì chúng ta sẽ bấm vào cái chỗ Action Before. Thì thay vì nó là 75 frame 3.1 giây á, thì chúng ta sẽ kéo xuống còn khoảng cỡ đâu đó là 2 giây thôi. Thì nó sẽ vẽ nhanh hơn. Ok, thì nó sẽ nếu có dùng cái hình nào nó dài quá thì chúng ta sẽ cài cho nó vẽ nhanh hơn đúng không? Hoặc là tốc độ chữ cũng được. Ví dụ nó viết chữ này quá nhanh đi, sợ người đọc đọc không kịp, thì chúng ta có thể là cài cái độ Action Duration này. Chúng ta sẽ cài cái chế độ là chậm lại, kéo dài ra, thì thay vì 3.1 giây thì nó sẽ nhiều hơn 3.1 giây. Đấy, và còn nhiều các cái đặc này nữa. Các bạn hãy khám phá nha. Video mà dài quá các bạn sẽ bị tẩu hỏa nhập ma, nên Hường sẽ hướng dẫn cái căn bản thôi. Bây giờ mình sẽ xem một cái tính năng khác là bấm vào audio đi. Rồi chúng ta sẽ bấm vào voice xem nào. Rồi mình sẽ tắt cái music này đi, bấm voice. Mình sẽ thiết kế, mình sẽ đọc theo. Ví dụ như bấm vào đây. Rồi mình cho cái voice nó chạy xem nào. Dạ. Quá tốc độ quá nhanh các bạn. Mình đọc không kịp. Nên mình sẽ ra mình chỉnh lại nè. Chỉnh lại đây. Dù tomato Hường rồi đúng không? Bây giờ 3.1 giây. Cái này 3.1 giây thì không kịp. Rồi ok, mình sẽ đổi thành cái này. Mình sẽ chỉnh lại. Bây giờ cái này là lên 6 giây đi, 8 giây. Rồi, tôi đến thông vào khởi nghiệp. Ok, mình sẽ lên 7.3 giây. Rồi, cái này là 9 giây. Bốn phẩy sáu giây. Nâng nó lên một chút cả nha. Đó, rồi ok. Sau khi nâng rồi chúng ta sẽ bấm vào audio và chúng ta làm lại từ đầu. Ok. Bấm vào voice, ghi âm lại. Rồi, bấm vào cái dây này để ghi âm lại nè. Xin chào, tôi là Tomato Hường. Tôi bước ra từ trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, số vốn không đồng, đi chiếc xe máy cà tàng hư lên hư xuống.
Tôi ước mơ mình trở nên giàu có để có thể thoát khỏi cuộc sống nghèo khó ở cái nhà trọ 4-5 người chật hẹp, nóng bức. Tôi dấn thân vào khởi nghiệp, làm rồi thất bại, lại nỗ lực làm tiếp. Suốt 3 năm vật vã, cuối cùng ánh sáng cũng đến cuối đường hầm. Tôi tìm thấy mảng kiếm tiền online và bắt đầu có những kết quả đầu tiên. Giờ đây, tôi có thể ngồi ở nhà của chính mình tại thành phố Hồ Chí Minh. Có ô tô. Có cuộc sống sung túc và tự do làm những điều mình thích. Bạn của tôi ơi, tôi biết sẽ không dễ dàng gì để có thể vượt qua thời điểm khó khăn gian nan. Nhưng hãy tin rằng, cứ tiến lên liên tục, bạn sẽ nhận được kết quả xứng đáng. Ok, như vậy rồi. Vậy thôi. Cái đoạn này mình chừa hơi lâu nên là mình thấy nó còn ngắt quãng một chút. Nếu như các bạn làm thường xuyên, ở đây là Hường làm demo, nên có thể nó chưa trau chuốt, các bạn có thể làm lại với một cái sự trau chuốt và kỹ lưỡng hơn nha. Bây giờ Hường sẽ cùng xuất nó ra, chúng ta cùng xem thành quả. GT 2 Start export đi. Chúng ta đặt lại GT2 đi. Lưu đó. Rồi, đợi. Ok, file đã xuất xong. Bây giờ chúng ta cùng xem thành quả. Xin chào, tôi là Tomato Hường. Tôi bước ra từ trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, số vốn không đồng, đi chiếc xe máy cà tàng hư lên hư xuống. Tôi ước mơ mình trở nên giàu có để có thể thoát khỏi cuộc sống nghèo khó ở cái nhà trọ 4-5 người chật hẹp, nóng bức. Tôi dấn thân vào khởi nghiệp, làm rồi thất bại, lại nỗ lực làm tiếp. Suốt 3 năm vật vã, cuối cùng ánh sáng cũng đến cuối đường hầm. Tôi tìm thấy mảng kiếm tiền online và bắt đầu có những kết quả đầu tiên. Giờ đây, tôi có thể ngồi ở nhà của chính mình tại thành phố Hồ Chí Minh. Có ô tô. Có cuộc sống sung túc và tự do làm những điều mình thích. Bạn của tôi ơi, tôi biết sẽ không dễ dàng gì để có thể vượt qua thời điểm khó khăn gian nan. Nhưng hãy tin rằng, cứ tiến lên liên tục, bạn sẽ nhận được kết quả xứng đáng. Rồi các bạn vừa xem xong thành quả. Thì bây giờ chúng ta hãy cùng thêm một cái phiên bản khác của thành quả nha. Chúng ta bấm vào audio, chúng ta bấm vào chữ music, chúng ta chèn cho nó một xíu nhạc. Đấy, bản nhạc hồi nãy người có chèn, bây giờ âm thanh volume của nó bây giờ chỉ có khoảng cỡ tầm ít thôi. 14 thôi. Hoặc là ít hơn. Đấy. Rồi ok, chúng ta cùng xuất ra một cái phiên bản khác. Thôi nói tóm lại là các bạn có thể là xuất ra với cái phiên bản này. Phiên bản có nhạc nha. Rồi, ok, như vậy thì mình đã làm xong video và học cách xuất ra rồi. Các bạn hãy làm thường xuyên nhiều lần để chúng ta xem thử tốc độ nói, tốc độ viết, chèn hình ảnh và những hiệu ứng đặc biệt ở trên phần mềm này, làm cho chúng ta làm video đặc sắc và đẹp hơn để chúng ta xây một cái kênh YouTube hoành tráng, được không? Cảm ơn các bạn đã xem video đến thời điểm này. Hãy bình luận và cho Hường một like nếu video này hữu ích. Đồng thời nếu như các bạn muốn học thêm về cách kiếm tiền online với Affiliate Marketing hoặc kiếm tiền online, Clickbank, các thể loại kiếm tiền online thì các bạn hãy tham gia vào nhóm Zalo và tham gia cái buổi học miễn phí hàng tuần. Còn nếu như các bạn muốn làm một cái phần mềm, cũng là phần mềm Explainio này bản quyền
Nó được update nhiều tính năng khá khá lạ lạ hơn một chút. Bản quyền mà nó được update thường xuyên. Thì các bạn hãy tham gia vào trang thành viên bên dưới sử dụng chung tài khoản của Hường để tiết kiệm. Ok, hẹn gặp lại video tiếp theo.